everyone. Today something good to our house. Surprise. It's a crab. Come, here's a crab. Yeah, the one. You come to our house like that? Yeah, come. Where you get it from, Lily? I sure don't get it from. It should come from the land. Oh. So what do you want to do now? We'll cook it for tomorrow. Ooh, this is a big crab. The can is so big. Wow. Wow, it's moving. It's moving. Con quay lại đằng sau xem. Wow, con này mọi người như con cua đá nhỉ. Wow, chân nó lại còn có lông nữa này con này. Cứng không? Cứng thế à? Bóc được không? Mình nhìn nhẹ thôi con, thử cho nó. Không. Bóc được à? Cứng lắm. Water. Water because of us. Tại ba mì rửa lúc nãy đúng không? Yes. Con cua này có mấy cái càng con? 1, 2, 3, 4, 5. Cái càng ở đâu? 1, 2. Hai cái càng. Với lại mấy cái chân? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, con cua nào giống con cua nào à? Đều là hai càng và tám chân à? Ừ. Hai cái càng này có to bằng nhau không? Không. Có bằng nhau không? Con nhìn xem có bằng nhau không? Sao con càng này con cua lúc nào cũng có càng to càng bé nhỉ? Đây là con cua mình nhặt được ở trong nhà mọi người. Tự nhiên nó đi vào trong nhà. Thế là mình suýt đán vào nó. Suýt nó cắn vào. Nhưng mà bắt nó luôn. Không làm gì đâu, chỉ mới có bóc cái mang ra thôi. Nhưng mà nó ngất rồi. Nó to này. Con này chắc có hai lạng ha. Tôi đi. Mang rất ra mạng. Congratulations. Hả? Bravo, you have. So what we do with that one tomorrow, Lily? We're gonna cook soup. We're gonna cook soup. No món gì? Noodles. Nó đồ á? Bún hay là phở hay là miến hay mì? Bún. Bún, ok. Bún cua. Bún cua. Phở. À, phở cua. Chả ai kèm phở cua, có bún cua thôi. Nào. Wow, con cua. Không sợ mà cầm nó lên như thế? Không sợ. Lily thích ăn cua không con? Con. I mean thích. Thấy. Biết ăn cách ăn con cua không? Không. Nhăn để ăn cái càng ấy. It's so hard. I like to eat crab, but it's so complicated to eat. Maybe let's see tomorrow how my mom cook that yummy cua. You know when I did softly and here it's not working. Wow. Can I? Wow. Look at that. Other side. Want to see? Put it back. Thank you for watching my video. Bye bye. I love you. Chúc ngọt ngon mọi người.